Mảnh đất này một thời là vùng đất chết. Và họ đã đến đây với một sứ mệnh. Dù sau đó là hàng nghìn ngày gian khổ và hy sinh, tất cả vẫn hằn sâu trong ký ức. Chiến Trường Ca. Sau nhiều lần gây hấn, phá hoại làng mạc, tàn sát người Việt, cuối tháng 12 năm 1978, Pol Pot huy động khoảng 20 sư đoàn tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Khi cơ hội đàm phán hòa bình không còn, quân đội Việt Nam được lệnh phản công tự vệ. Sau khi đẩy lùi quân Khmer Đỏ, theo yêu cầu của nhân dân và mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, quân đội Việt Nam mở chiến dịch phản công, đánh thẳng vào tuyến phòng thủ bên kia biên giới. Lịch sử sẽ càng ngày sẽ rõ hơn, nhưng mà cái cuộc chiến đấu của chúng ta ở bên Campuchia có thể trước hết là đó là một chiến tranh chính nghĩa, sáng ngời chính nghĩa. Do vậy là được nhân dân Campuchia ủng hộ. Mấy chục năm trước, con đường này chỉ toàn là đất đỏ. Nó nối liền với quốc lộ 19 của Việt Nam qua cửa khẩu Lệ Thanh và tạo thành tuyến hành lang quan trọng để các đơn vị của quân khu 5, trong đó có các cựu binh này, tiến vào vùng đông bắc Campuchia. Con đường này ngày xưa thời kỳ bọn tôi hành quân qua đây mà giúp bạn Campuchia thì con đường nó rất nhỏ và đường chưa làm được nhiều như vậy. Đường đất đỏ, hai bên đường toàn là rừng cây và cao su cũ của người Pháp người ta trồng. Chưa đầy 20 ngày sau khi đánh tan sức kháng cự của Khmer Đỏ ở vòng ngoài, ngày 7 tháng 1 năm 1979, 9 sư đoàn quân Việt Nam tạo thành hai gọng kìm tiến vào Phnom Penh từ phía đông nam và phía bắc. Chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu bị xóa bỏ. Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ kéo dài 3 năm 8 tháng 20 ngày. Đó thực sự là một thảm họa. 3 năm 8 tháng và 20 ngày là quãng thời gian đen tối trong lịch sử Campuchia. Chương sự đau thương ấy bắt đầu từ tháng 4 năm 1975, khi Pol Pot và Khmer Đỏ tiến vào thủ đô Phnom Penh nắm quyền kiểm soát đất nước. Nhằm triệt để tái cơ cấu xã hội theo hướng sản xuất nông nghiệp tự túc và không còn giai cấp, Khmer Đỏ buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa về các miền quê để lao động. Trường học, bệnh viện và nhà máy bị đóng cửa. Tiền tệ bị xóa bỏ. Tài sản tư nhân bị tịch thu. Mọi tôn giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
không một bóng người. Thủ đô Phnom Penh hoang tàn như thành phố ma. Nơi đông nhất lại là nơi khủng khiếp nhất. Tua Len vốn là một trường học. Năm 1975, Khmer Đỏ biến nó thành nhà tù, còn gọi là nhà tù an ninh S-21, nhằm tiêu diệt những ai bị cho là kẻ thù của chế độ. Sau gần 4 năm tồn tại, nhà tù này sát hại ít nhất 17.000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Cho đến ngày quân đội Việt Nam vào Phnom Penh, tại đây chỉ có 7 người may mắn sống sót. Với tư tưởng dân tộc cực đoan như vậy, Pol Pot biến đất nước mình thành địa ngục trần gian, tàn bạo chưa từng có trong lịch sử. Và trong cái địa ngục kinh hoàng ấy, khoảng 2 triệu người Campuchia, nghĩa là khoảng 1/4 dân số đã bị giết hay chết vì đói và kiệt sức. Campuchia trở thành vùng đất chết. Không chịu nổi sự tàn khốc ấy, hàng trăm ngàn người dân buộc phải tìm cách trốn chạy để thoát thân. Người phụ nữ này là bà Piumali ở xã Plakhan, huyện Thalapravit, tỉnh Tân Tren. Để sống sót, bà Piumali đưa 6 người con của mình trốn vào rừng sâu. Suốt mấy năm trời, cả gia đình bà phải sống lay lắt bằng những gì kiếm được. Nhưng như thế vẫn còn hơn là phải chết dưới lưỡi cuốc của Khmer Đỏ. Quạt tha quạt miên ngày nâng đời xa, bàn còn tọa nâng côn mà chui động đọc quạt. Hơn 3 năm sống dưới chế độ Pol Pot, mẹ đưa chúng tôi trốn vào rừng. Mẹ một nơi, con một nơi. Quanh năm suốt tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, rất cực khổ. Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ, theo hiệp ước được ký bởi chính phủ hai nước, quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục ở lại giúp Campuchia ổn định tình hình. Với sự giúp đỡ ấy, hơn 1 triệu người dân Campuchia, trong đó có gia đình bà Piumali, được đưa trở về quê cũ. Nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên kiệt quệ. Sau 4 năm cầm quyền của Pol Pot, Campuchia gần như bị kéo lùi lại con số 0 trên tất cả các lĩnh vực. Người dân lúc này chỉ còn 2 bàn tay trắng. Hàng triệu người lâm vào cảnh không còn gì để ăn. Trong khi đó, súng vẫn nổ. Chiến trường Campuchia ngày càng phức tạp. Khmer Đỏ mặc dù bị đánh tan nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hẳn. Pol Pot vẫn còn khoảng 4 vạn quân, chủ yếu ẩn nấp ở vùng biên giới giáp Thái Lan và một số nơi trong nội địa. Từ đây, chúng thường xuyên tổ chức phản kích với quy mô và cường độ ngày càng tăng. Nguy hiểm hơn, Khmer Đỏ còn đẩy mạnh các hoạt động chính trị, ngoại giao, kích động hận thù dân tộc, vu cáo Việt Nam xâm lược và lôi kéo người dân chống lại bộ đội Việt Nam. Mục đích là nhằm gây sức ép đẩy quân tình nguyện ra khỏi Campuchia trong lúc lực lượng cách mạng Campuchia còn yếu, từ đó phản công chiếm lại thủ đô, lập lại chính quyền. Sau khi ta lật được chế độ Pol Pot 1979 thì được sự hỗ trợ của rất nhiều nước ủng hộ. Do vậy Pol Pot dựa vào biên giới Campuchia và Thái Lan tổ chức phản kích. Do vậy là tình hình Campuchia có thể nói là rất khó khăn ở tất cả các mặt, kể cả là chúng tổ chức những cái đòn là phản kích, phục kích, rồi thâm nhập sâu vào trong cán bộ nhân dân của Campuchia, rồi tuyên truyền chống đối. Do vậy tình hình
có thể nói là rất phức tạp. Trước tình hình đó, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam được cử đến từng xã, ấp. Đánh địch, cứu dân, thoát khỏi nạn đói và giúp bạn xây dựng chính quyền cách mạng là những việc cấp bách như nhau. Đã mấy chục năm, nhưng Đại úy Trịnh Thanh Sáu vẫn còn nhớ như in ngày ông đặt chân đến xã Pờ La Khành làm chuyên gia quân sự. Người đầu tiên tôi gặp ở ngay bên sông, tức là người đó là xã đội trưởng. Và chính người xã đội trưởng là bên bốt cài cắm vào làm xã đội. Thì sau đó cũng trao đổi một hồi rồi cũng về một cái nhà dân của bà già mẹ Phi Mơ Ly xin ở nhờ đó trong một thời gian gần 3 năm. Thế thì đây là một cái xã mà có chân quyền cũng không có chân quyền, bởi vì toàn bộ bị địch cài cắm móc nối mua chuộc. Ta nên về phải sàng lọc rồi là phải xây dựng lại từ đầu. Khó khăn không có nghĩa là lùi bước. Giữa lúc ăn còn chưa đủ no, bộ đội Việt Nam vẫn nhường gạo cứu đói. Với tinh thần của những người lính Cụ Hồ, họ đã đồng cam cộng khổ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp dân tăng gia sản xuất, khám chữa bệnh, sửa chữa lại nhà cửa, trường học, bệnh viện. Nạn đói nhờ vậy, từng bước được đẩy lùi. Cuộc sống mới bắt đầu hồi sinh trên những cánh đồng chết năm nào. Không như Pol Pot tuyên truyền, bộ đội Việt Nam rất hiền, gần gũi, thường giúp đỡ chúng tôi nhiều việc như làm ruộng, gặt lúa, sửa nhà. Họ còn quan tâm, động viên, an ủi chúng tôi như người thân trong gia đình vậy. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhất lan đường. Cái khó khăn nhất của tôi là lúc bấy giờ là mình ở Việt Nam qua, rồi mình ở đơn vị bộ đội của mình, mà lúc bấy giờ chưa được có cái trường lớp để đào tạo tiếng hoặc chữ. Cho nên xuống đó ban đầu tôi phải học từng từ, từng chữ, từng câu. Đây là nhà bà Pumali. Căn nhà này là nơi Đại úy Trịnh Thanh Sáu từng ở trong suốt mấy năm làm chuyên gia quân sự tại xã Pờ La Khành. Bây giờ Pol Pot này, giật bắt chạ nè. Pol Pot vay tôi nhiều lần, chứ không có một lần, rất nhiều lần. Đó. Nhưng không bắt được tôi, thì sao nó mắng Phật bắt tôi ở cầu Tây. Tôi ở nhà Tây này, Pol Pot ở dưới này, vay dưới này. Đây là cái đường cũ, đường cũ là để Pol Pot đi từ đây. Có cái đường đi ra rừng, đi lăn qua suối, cái rây ra cái đàn qua suối. Đó là khoảng thời gian căng thẳng. Khmer Đỏ trà trộn ở khắp nơi. Chúng tìm mọi cách để phá hoại chính quyền cách mạng, thủ tiêu bộ đội Việt Nam. Nhiệm vụ của các chuyên gia quân sự vì thế rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ che chở của những người dân địa phương như gia đình bà Pumali, ông Sáu đã nhiều lần thoát hiểm, dù Khmer Đỏ từng treo giải 2.000 đô la cho ai bắt hoặc giết được ông. Tôi ở đây là 3 năm. 3 năm thì có một hôm là địch nó vào nó vay ở dưới nền nhà này, thì tôi ở trên nhà. Ở trên nhà thì rút cái cầu thang lên rồi, thì địch vay nền nhà này mà nó là công cứ cột cửa cứng và nó cũng không lên. Và nó cũng nổ súng vào. Thì sau một khoảng 40 phút gì đó thì địch nó ra đi. Với sự giúp đỡ hết mình ấy, gia đình bà Pumali trở thành cơ sở tin cậy của quân tình nguyện Việt Nam ở xã Pờ La Khành. Trong số những người từng ở đây có cả những sĩ quan cao cấp như Trung tướng Nguyễn Trung Thu khi ông còn làm tham mưu trưởng đoàn 5503. Tôi đánh thì bà con là ban đầu thì họ cũng ngại, dùng cái từ là họ vừa thoát cái chế độ Pol Pot ra đó. Lúc bây giờ là ăn ca và lục thum tiếng Khmer được dịch là ông lớn, ăn ca là cán bộ, họ đối xử với dân rất là
gọi là dã man, độc ác. Nhưng chúng tôi đánh thì ngay chúng tôi đối xử với nhau, những người cán bộ chiến sĩ với nhau, thì tự nhiên bà mẹ Phi Mơ Ly bà có cảm tình cá nhân. Thế có thể nói là quân đội nhân dân Việt Nam đã làm được việc đó, cảm tình cụ thương yêu chúng tôi. Có thể tôi cũng ví như những bà mẹ Việt Nam đối xử với chúng tôi trong thời chiến tranh đánh mình, cũng để dành từng cái gì mà ngon nhất, tốt nhất của bà cho chúng tôi. Trong thời gian ông Thu ở nhà bà Phieu Ma Ly, vùng Đông Bắc Campuchia vẫn còn nhiều quân Khmer Đỏ. Stung Tren, đặc biệt là Prach Vihear, vùng rừng núi sát biên giới Thái Lan, nơi Pol Pot đặt bộ chỉ huy, ngày càng phức tạp. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, Khmer Đỏ thường xuyên tổ chức phản kích, chiếm đất, giành dân, chống phá chính quyền cách mạng. Nhưng cuộc đấu súng vì thế diễn ra bất kể giờ giấc. Lưu nó bị nổ mìn, chị Hoàng Ni cũng đưa về bên kia. Thằng Kính là đưa về đây. Ăn Kính, thằng Lưu nó chạy qua này. Đứng vào về đây. Đúng rồi. Bộn bên đi bộn, vậy là tất cả chị ở đây là 6. Rồi anh 70 năm rồi, anh qua đây không có gì hết. Thập cho anh chơi hương và cả bàn. Đây là một cái nơi như vậy là có thể nói là chiến đấu ác liệt nhất mà của đoàn Nam 503 và tiểu đoàn 2. Tôi nhớ là 4 đồng chí của chúng tôi nằm đây, tức là trong trận chiến đấu đó. Ngoài ra còn có các đồng chí khác đã đi làm nhiệm vụ, tức là bị mìn và bị địch, tức là cũng hy sinh, cũng để tại tỉnh này về tại đây. Từ năm 1981 trở đi, Khmer Đỏ tăng cường hoạt động vũ trang, gây rối tại nhiều khu vực. Chúng muốn kéo dài cuộc chiến tranh du kích, hòng lật lại thế cờ, quốc tế hóa vấn đề Campuchia. Stung Tren, Prach Vihear, Bastaban, Siem Reap tiếp tục là chiến trường khốc liệt. Tôi là cán bộ đã đi qua đánh Mỹ, có thể mọi sự so sánh cũng đều khập khiễng cả. Nhưng mà đánh Mỹ cũng có cái ác liệt của nó, mà ở Campuchia chiến đấu với bọn Pol Pot cũng có cái ác liệt của nó, hy sinh tổn thất. Ngày nay, ở trung tâm tỉnh Bastaban có một căn phòng với những chiếc bình đặc biệt. Nó đây. Đây chính là những chiếc bình đựng tro cốt của gần 2.000 quân tình nguyện Việt Nam và Campuchia đã hy sinh trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ ở tỉnh này. Sự hy sinh của bộ đội Việt Nam và Campuchia trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng của Pol Pot là rất to lớn và đã đem lại sự hồi sinh cho cả dân tộc chúng tôi. Sau khi ổn định tình hình, quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu rút quân về nước từ năm 1986 và đến năm 1989 thì rút hết. Sau năm 1989, các đơn vị Khmer Đỏ còn lại đã bị quân đội Campuchia lần lượt đánh bại. Pol Pot chết vì bệnh tật. Những kẻ cầm đầu chế độ diệt chủng còn lại như Nguyen, Khieu Samphan, Yen Sari đã bị bắt và đưa ra xét xử ở tòa án quốc tế. Campuchia bước sang một trang sử mới. Nhờ có bộ đội Việt Nam mà người dân Campuchia mới có thể sống sót và phát triển cho tới ngày hôm nay. Không ai bị lãng quên và không điều gì bị lãng quên. Mấy chục năm sau chiến tranh, hôm nay họ mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Những nén hương được thắp lên để tưởng nhớ đồng đội. Trong hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ước tính có hàng vạn quân tình nguyện Việt Nam
đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trên đất bạn. Nhiều người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đem lại cái sự sinh tồn cho cái đất nước Campuchia, trong đó có sự đóng góp của mình, dù là một hạt cát nhưng mình cảm thấy vui. Bà Pumali mất đã lâu. Hồi còn sống, bà vẫn thường dặn mấy người con rằng đừng bao giờ quên công ơn bộ đội Việt Nam. Bởi nếu không có đội quân cứu mạng ấy, có lẽ mọi người đã chết hết. Tôi hy vọng là tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia sẽ mãi mãi bền vững, đặc biệt là tình cảm giữa những người dân Campuchia chúng tôi với những người lính tình nguyện Việt Nam năm nào cùng gia đình họ sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ. Còn với những cựu quân tình nguyện Việt Nam như ông Sáu, bà Pumali vẫn luôn được nhắc đến với tất cả sự thành kính. Nếu không có bà, nhiều người đã không còn cơ hội trở về. Để tưởng nhớ công ơn đó, một bức tượng đã được tạc và cả một bài hát đã được viết về bà. Sau chiến tranh đi tìm ở nơi xa lắm, nơi đất nước chùa tha. Trước khi mất năm 91 thì mẹ đau ốm nặng thì mẹ qua đời. Thì trước khi mất thì mẹ gọi tất cả các con lại và mọi người đã đang ngủ, mẹ vẫn nói rằng thiếu một người con nữa. Thì một người trong nhà thắc mắc nên là con trong nhà đã đủ rồi, nó vẫn còn thiếu một người con là nhắc đến tay tôi đó. Thì đây là một cái hết sức là cảm động. Lịch sử đã sang trang, mấy chục năm sau khi được cứu khỏi thảm họa diệt chủng, Campuchia nay đã khác. Angkor Wat, Angkor Thom lại uy nghi dưới ánh chiều vàng. Tình thắm thiết ta cùng chung tay để lấp lánh tỏa sáng. Với những cựu quân tình nguyện Việt Nam và gia đình bà Pumali, ân tình vẫn luôn sâu nặng dù thời gian có là bao lâu.